Bị chỉ trích về trình độ học vấn, MV đã phản ứng thế này. Thời gian qua, hot girl MV đang được nhắc đến qua khắp mạng xã hội, xoay quanh về những ồn ào học vấn bị tố vô ơn, ăn cháo đá bát với nhóm Fab TV. Đến khi câu chuyện ồn ào trong suốt thẳng thời gian dài, thì giữa hai bên chính thức lên tiếng. Cụ thể, cô nàng đã gửi lời xin lỗi đến các thành viên của nhóm và mong khán giả bỏ qua cho mình. Đồng thời, đạo diễn Đức Viễn cũng xác nhận MV đã kết thúc hợp đồng với nhóm Fab TV và vẫn mong người hâm mộ sẽ luôn ủng hộ cô trên bước đường sắp tới. Tuyến trường MV sẽ yên ắng và MV sẽ tiếp tục làm cho ra mắt những sản phẩm chất lượng. Tuy nhiên, vài ngày qua, cộng đồng mạng tiếp tục đào mộ lại clip người đẹp tham gia game show nhanh như chớp với mục đích chỉ trích khả năng học vấn. Cụ thể, MV chia sẻ mình đang theo học đại học, nhưng với những câu hỏi có bản chất về văn học thì cô nàng vẫn không trả lời được. Ví dụ như Thơm Nơm là nói về nhà thơ của Việt Nam. Ông Hoàng Thơ Tình đã nói về nhà thơ của Việt Nam đã được truyền gian gợi ý cho MV được trả lời sai đáp án. Đứng trước nhiều ý kiến trái chiều, trang cá nhân của người đẹp bất ngờ bị khóa lại. Có lẽ cô đã không chịu nổi áp lực dư luận và việc đóng nhà tạm thời để tránh không bị những bình luận tiêu cực bủa vây. Vài ngày qua, MV còn được nhắc đến với chuyện hẹn hò với nam ca sĩ Will, không những đóng phim ngắn chung mà cô còn là bạn diễn của anh trong MV mới nhất Tận Cùng Nỗi Đau. Đến nay, cả hai vẫn chưa có phát ngôn chính thức nào về mối quan hệ này. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!